Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Enon gần Salim, vì ở đấy có nhiều nước và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy ông Gioan chưa bị tống giam. Bấy giờ có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông." Ông Gioan trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói, tôi đây không phải là đấng Kitô mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi." Anh chị em thân mến, hôm nay thứ bảy sau lễ hiển linh, đoạn tin mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta về những gì xảy ra sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy giả ở sông Giô-đan. Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ của Ngài và tập hợp nhiều môn đệ quanh Ngài. Cùng lúc đó thì Gioan Tẩy giả cũng đang thi hành sứ vụ rao giảng và ông làm phép rửa cho nhiều người. Các môn đệ của Gioan tỏ ra lo lắng về việc ngày càng có nhiều người trước kia theo họ, giờ lại đến với Chúa Giêsu. Tuy nhiên Gioan đã vui mừng nói với các môn đệ của ông rằng đó chính là điều mà nó phải xảy ra. Là người tôi tớ, vai trò của Gioan Tẩy giả là làm theo thánh ý Chúa, và trong tư cách là người tiền hô, người loan báo sự xuất hiện của Đấng Mê-sia, thì vai trò của ông chỉ là người dọn đường cho Chúa. Và vào thời điểm đó thì tất cả những điều đó đã hoàn tất và Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ với một khởi đầu tuyệt vời. Và Thánh Gioan Tẩy giả đã khiêm tốn xác nhận rằng đó mới là điều phải xảy đến. Chúa phải nổi bật lên, phải quan trọng hơn, còn ông thì phải lu mờ lại. Gioan đã chỉ cho chúng ta thấy rằng là một người môn đệ đích thực của Chúa, tất cả chúng ta cần phải tập trung vào Thiên Chúa và gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Và chúng ta đừng để cho những thói kiêu căng, thói ngạo mạn hay là tham lam, những dục vọng hay là cái tôi điều khiển cuộc sống của chúng ta. Nếu không thì chúng ta cũng dễ dàng bị lung lay, bị chao đảo trước những cám dỗ và dễ dàng lạc lối xa đà vào con đường tội lỗi. Chúng ta được mời gọi hãy khiêm tốn và trung tín với Chúa trong mọi nơi mọi lúc. Bài đọc 1 hôm nay, Thánh Gioan Tông Đồ đã nói rằng tất cả chúng ta trong tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta phải là dân thánh của Chúa. Và vì thế chúng ta đừng để mình bị nô lệ bởi những con đường tội lỗi. Nếu chúng ta thực sự là con cái Thiên Chúa, là những người con yêu dấu của Chúa, thì chúng ta phải từ chối tất cả những gì đưa dẫn chúng ta vào con đường tội lỗi. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải trở nên công chính và công bằng trong mọi hành động, trong mọi lời nói và việc làm của chúng ta. Dĩ nhiên thì nói thì dễ hơn làm. Vì chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều những trở ngại, những thách đố, những khó khăn phía trước nếu chúng ta chọn theo con đường đó. Tuy nhiên nếu chúng ta trung thành với đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không chùn bước hay gục ngã. Với ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua những khó khăn thử thách đó. Vậy thưa anh chị em, câu hỏi đặt ra cho chúng ta hôm nay là trong tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta sẽ làm gì trong cuộc sống của chúng ta? Vì qua bí tích thánh tẩy, tất cả chúng ta đã đón nhận những giới răn của Thiên Chúa, đó là hãy yêu thương nhau và hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, và hãy hiến mình cho Chúa. Xin cho chúng ta biết hiến dâng chính mình cho Chúa trong mọi giây phút cuộc đời của chúng ta như Thánh Gioan Tẩy giả, để trong mọi việc chúng ta làm, dù đó là một việc nhỏ bé tầm thường, chúng ta thực sự đem lại sự khác biệt tích cực cho những anh chị em xung quanh chúng ta và giúp anh chị em mình được đến gần hơn với Chúa và nhận ra được sự quan trọng yêu thương của Chúa như chúng ta đã đón nhận từ chính Chúa. Kính xin Chúa ở cùng chúng ta và xin Ngài tiếp tục hướng dẫn chúng ta trong suốt cuộc sống này và giúp chúng ta luôn trung thành với lề luật, với những giới răn của Chúa, và khơi lên trong tâm hồn chúng ta
một tình yêu và một lòng tin mãnh liệt. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.